Ngày 28 tháng 9, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã nhận được báo cáo qua điện thoại từ Bệnh viện Đa Khoa, VVDK, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, về việc hai mẹ con sản phụ tử vong khi vào viện chờ sinh ở bệnh viện này. Sản phụ tử vong trong lúc vào chờ sinh được xác định là chị BTD, ngụ thôn Cẩm Lợi, xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, BVDK huyện Thạch Thành tiếp nhận sản phụ D. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 26 tháng 9, chị D vào chờ sinh. Tuy nhiên, ngay sau đó, sản phụ D chuyển dạ. Đột nhiên có triệu chứng tụt huyết áp, truy tim mạch. Các bác sĩ đã ngay lập tức đưa sản phụ này đến phòng phẫu thuật để phẫu thuật bắt con. Nhưng không lâu sau, bệnh viện xác nhận sản phụ và thai nhi đều đã tử vong. Ông Nguyễn Đình Tam, Giám đốc BVDK huyện Thạch Thành, cho biết sản phụ bị thuyên tắc ối dẫn đến băng huyết, phong huyết tử cung rau, thai nhi đã tử vong trước khi phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật, sản phụ có dấu hiệu ngừng tim, do bị mất máu quá nhiều và bệnh viện không đủ khả năng để cứu chữa nên đến 10 giờ sáng ngày 26 tháng 9. Đã tử vong, ông Tam thông tin. Sản phụ D. Cũng theo ông Tam, đến 15 giờ chiều cùng ngày 26 tháng 9, sau khi đồng ý với giải thích của bệnh viện, gia đình đã đưa hai mẹ con sản phụ về tổ chức an táng theo phong tục của địa phương. Bệnh viện đã có báo cáo trình lên Sở Y tế và có hỗ trợ gia đình chị D. Ông Tam nói.